Như đã thông tin trước đó, hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Trái đất 2023 của 90 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới đang bước vào giai đoạn nước rút. Các thí sinh sẽ thi bán kết vào tối 16 tháng 12 sắp tới tại Đà Lạt. Mới đây, ban tổ chức Miss Earth chính thức công bố Hoa hậu Lan Anh đại diện Việt Nam chiến thắng giải thưởng phụ Best Appearance trong khuôn khổ cuộc thi này. Được biết, đây là giải thưởng dành cho thí sinh có sự xuất hiện ấn tượng nhất trong sự kiện chào mừng dàn thí sinh Miss Earth 2023 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3 tháng 12 và được khán giả toàn cầu bình chọn trên nền tảng mạng xã hội. Chia sẻ với Dân Việt, khi được ban tổ chức cuộc thi xướng tên giành giải thưởng Best Appearance trước thềm chung kết Miss Earth 2023, Hoa hậu Lan Anh cho biết cảm xúc của cô bất ngờ đang xen hạnh phúc. "Tôi muốn gửi lời cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tôi trong suốt chặng hành trình tại Miss Earth 2023. Giải thưởng này đối với tôi như tiếp thêm một nguồn động lực lớn, giúp tôi vững bước hơn trên chặng đường còn lại của cuộc thi. Chắc chắn ở chặng còn lại của Miss Earth 2023, tôi sẽ cố gắng hết sức để mang đến màn thể hiện tốt nhất và không để phụ tấm lòng yêu thương của người hâm mộ. Tôi cảm thấy thật sự tự hào khi có thể được cùng các cô gái xinh đẹp của Miss Earth 2023 lan tỏa sức ảnh hưởng thông qua hành động dự án cụ thể về bảo vệ môi trường", người đẹp sinh năm 1997 bày tỏ. Theo ban tổ chức, Miss Earth cho biết nhờ chiến thắng giải thưởng Best Appearance nên Đỗ Thị Lan Anh sẽ nhận được đặc quyền nhân đôi số điểm bình chọn hạng mục Miss People's Choice trên nền tảng bình chọn. Đây là một lợi thế lớn đối với đại diện Việt Nam trong cuộc đua vào top 20 tại chung kết Miss Earth 2023. Thông tin Hoa hậu Lan Anh chiến thắng giải thưởng Best Appearance khiến cộng đồng yêu nhan sắc không khỏi ngỡ ngàng. Trước đó, tại sự kiện chào mừng dàn thí sinh Miss Earth 2023, Hoa hậu Lan Anh gặp phải sự cố vấp ngã trong quá trình di chuyển trên thảm xanh. Ngay sau sự cố này, người đẹp sinh năm 1997 đã bình tĩnh xử lý và nở nụ cười rạng rỡ, tự tin tạo dáng trước ống kính. Nhờ vậy, Hoa hậu Lan Anh ghi điểm với cộng đồng yêu nhan sắc. Phía ban tổ chức Miss Earth chia sẻ thêm, trong cuộc đua bình chọn tại giải thưởng Best Appearance, đại diện Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục khi bỏ xa thí sinh về nhì là đại diện Philippines với cách biệt lên đến hơn 100.000 điểm. Ít ai biết sự cố Hoa hậu Lan Anh vấp ngã xuất phát từ việc cô bị viêm khớp cổ chân ngay trước thềm cuộc thi Miss Earth 2023 diễn ra ở Việt Nam. Chia sẻ với Dân Việt, bà Trương Ngọc Ánh, trưởng ban tổ chức Miss Earth 2023 cho biết, từ sau khi đăng quang Miss Earth Việt Nam, Lan Anh phải liên tục tập luyện trên giày cao gót, nên trước ngày nhập cuộc đã gặp chấn thương, phải nằm viện để kiểm tra và nghỉ ngơi. Tuy nhiên hiện tại tình hình chân của Lan Anh đã được cải thiện và đã lấy lại tinh thần để tiếp tục cuộc hành trình chinh phục chiếc vương miện Miss Earth 2023. Theo Hoa hậu Lan Anh cho biết, cô và dàn thí sinh sẽ tranh tài tại các phần thi thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Earth 2023 gồm Best Eco Project và Tài năng ngày 13 tháng 12, trang phục truyền thống và trình diễn áo tắm ngày 16 tháng 12. Chung kết Miss Earth 2023 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22 tháng 12 sắp tới. Đỗ Lan Anh đăng quang Miss Earth Việt Nam 2023, người đẹp sinh năm 1997, từng tốt nghiệp Đại học California State University of Fullerton. Cô sở hữu chiều cao 1m71 cùng số đo 3 vòng gợi cảm, lần lượt là 85, 60, 95. Dù là người đẹp mới, chưa có nhiều kinh nghiệm trình diễn, nhưng Lan Anh được đánh giá cao bởi nhan sắc ngọt ngào, khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt cùng sự nhiệt huyết trong những dự án thiện nguyện bảo vệ môi trường. Với những tố chất đó, cộng đồng yêu nhan sắc kỳ vọng Hoa hậu Lan Anh có thể tiến sâu, thậm chí mang chiếc vương miện thứ hai về cho Việt Nam sau chiến thắng của Hoa hậu Phương Khánh tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2018.